Ok bạn ơi, xin chào mừng đến với channel của Ngỗng Không Béo TV. Thì ngày hôm nay Ngỗng đã quay trở lại rồi này, làm thêm một video cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại làm thêm một video khá là đặc biệt. Thì video này nói về hai vấn đề. Thứ nhất là nói về gọi là cái trang Facebook của Ngỗng. Thứ hai là nói về cái vấn đề gọi là fan group của Ngỗng. Và thứ ba, không có ba vấn đề lượng. Thì thứ ba đó chính là vấn đề Ngỗng sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để đổi avatar. Thì đầu tiên nói về cái vấn đề dễ giải trước đi hen. Thì có nhiều bạn hỏi gọi là cái nick face của Ngỗng là gì á. Đây chính là cái nick Facebook của Ngỗng. Đó. Nhưng mọi người thấy đây chính là nick Facebook Ngỗng nền Thanh Huyền. Đó, kênh YouTube Ngỗng biết cái gì. Đấy thì đó, nghe không đây. Đó, mọi người thấy cái tiểu sử như vậy, cái avatar có một cậu trai đẹp trai như vậy và cái hình bè này là mới chính gốc là mình nha mọi người nha. Đó. Thứ hai đó chính là về cái gọi là fan club của Ngỗng đây. Đây cho mọi người xem. Trời, có nhiều bạn không thấy mọi người đây. Đây chính là cái gọi là fan club của Ngỗng đó, đúng không? Fan club gấu đùm mương, Ngỗng béo tư gì, gấu cần, Ngỗng cần đó nghe không? Cái hình Ngỗng như mô mặt như đang nở hoa đây mọi người. Đó, và nơi đây thì mọi người sẽ đăng gọi là những cái fanart cho Ngỗng như bạn này nè mọi người. Đó, những bạn này đang post cái gì đây? Cho Ngỗng hoặc là Đùm. Đó, nghe không? Rất nhiều fanart của Ngỗng như Đùm. Đó, và mọi người cũng có thể cập nhật nhiều thông tin gọi là về Ngỗng nữa đấy. Thả thương thương cái bạn nào có icon thương thương chưa. Đó, và cũng như là các bạn có thể đăng oxy lên đây đấy. Bạn này cầm một bút bê giấy của Ngỗng đấy. Đó, nghe không? Đấy, thì bữa nào thì Ngỗng sẽ làm một video gọi là tham quan cái cộng đồng fan này của Ngỗng. Còn bữa nay thì để sale đi nha. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vấn đề chính của ngày hôm nay. Đó chính là cách để đổi avatar. Thì có nhiều bạn hỏi là làm sao để gọi là cho Ngỗng hết oxy của mình. Thì nhiều bạn thì nói là cho bạn lên fan club đó, bạn đăng hình bạn lên á. Còn nhiều bạn lại hỏi, nói là cho mình làm gì có Facebook, ba mẹ làm gì có cho Facebook. Thì cũng đúng, bởi vì có nhiều bạn còn hơi gọi là nhỏ và cái việc sử dụng mạng xã hội thì còn chưa có đúng với độ tuổi của các bạn. Các bạn hầu như là không có cái bạn Facebook này. Thì ngày hôm nay Ngỗng sẽ hướng dẫn mọi người cách để đổi avatar để các bạn có thể gọi là để up siêu các bạn lên cái hình avatar để cho gọi là Ngỗng có thể dễ dàng nhìn thấy up siêu các bạn và vẽ up siêu của các bạn đó. Còn bây giờ thì gian nói nhiều quá, chúng ta bắt đầu ngay và luôn vào video nào. Yeah, rồi thì đầu tiên là các bạn hãy nhấp vào cái biểu tượng ở dưới đây, bạn nào chắc cũng có rì hen à, ở dưới đây go nãy quên thoát mọi người, lại à, lại lần nữa rồi. Ấn vậy đó. À, tiếp theo là các bạn ấn vào cái dấu ba chấm ở đây. Đây. Và các bạn ấn vào cái chỗ trang web cho máy tính này, ấn cái hình vuông kế bên này nè. Đó. À, rồi các bạn kiểm tra lại, thấy cái này nó một cái tích màu xanh là ok. Rồi, tiếp theo là các bạn ấn vào gọi là cái biểu tượng YouTube này, đây. Đó. Đó đầu tiên luôn mọi người. Đó. Rồi nó sẽ hiện ra một cái trang web như vậy. Đây, rồi, sau đó thì mình sẽ ấn vào gọi là cái dấu ba chấm. À, lộn, trời. Lộn nhiều quá, cái quen. Đây, ấn vào cái hình nhỏ xíu, cái mặt nhỏ xíu của Ngỗng như đó đó. Rồi, ấn vào cái chỗ kênh của bạn. Ở đầu tiên luôn. Nó sẽ chạy đến cái chỗ này, đấy. Rồi, tiếp theo là mọi người gọi là ấn vào cái chỗ, gọi là cái chỗ hình nền kênh của các bạn. Đây, đây nè. Đó. Rồi, sau đấy thì khúc này ấy, thì bạn có thể phóng to ra thì nó sẽ bị mất cái này đi kệ nhớ, các bạn cứ ấn lại đó. Sau khi ấn lại rồi thì các bạn sẽ vào ở trong cái chỗ chỉnh sửa. Đó. Rồi, để nó lên tí xíu. Rồi, nó hiện lên cái chỗ như vậy. Thì các bạn sẽ ấn vào cái chỗ thay đổi. Nó lại tiếp tục hiện cái chỗ như vậy. Các bạn kéo vào đây, các bạn chọn cái chỗ chọn ảnh từ máy tính các bạn. Ấn vào trong đó. Người đỉnh lên đi xíu rồi các bạn ấn vào tẹp nha, ấn vào tẹp nha, cái chỗ màu xanh xanh vậy đó. À, rồi tức là các bạn kéo lên đây, đây đây các bạn kéo lên, các bạn chọn cái hình mà các bạn muốn đổi. Thì ở đây Ngỗng có rất là nhiều hình nhưng mà Ngỗng vẫn thấy cái hình mặt mập địch của Ngỗng là ok nhất, nên Ngỗng quyết định gian mình sẽ không đổi. Thì Ngỗng có rất là nhiều hình và hầu hết toàn là hình của Ngỗng hay Đùm thôi. Đây như cái dạo này ở đây Ngỗng có một cái ảnh gọi có rất là nhiều ảnh này, đây chính là cái ảnh này. Đó, cái ảnh này là avatar của Ngỗng
Avatar Dory mọi người, kiểu đâm ra vẫy chân ổng đây. Thì Avatar có đâm vào nhỏ đó, ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra gọi là một cái chỗ gọi là như vậy đó. Đây thì mình gọi là mình cắt, mình xéo làm sao mà cho nó vừa. Ngọc muốn thấy cái lỗ tai của Ngọc mọi người đó, thì Ngọc sẽ để dày đấy. Tiếp theo là mình sẽ đặt làm ảnh hồ sơ, cái bạn ấn vào trong cái chữ đó là mình sẽ có được cái hình đấy. Mà mình không có chơi ngu nên cho nên là mình sẽ không ấn gì đâu. Ngọc thấy cái mặt mập địch của Ngọc là ok nhất rồi đó. Thì giờ thì Ngọc không có thì chơi á mọi người không, cái hình đâm vẽ rất là đáng yêu luôn mọi người ơi, muốn để quá mệt không được rồi đấy. Đấy, mọi người có thể gọi là chỉnh sửa, nhưng mà Ngọc thắng cái mập địch này rất là được rồi. Ok. Mình có thể gọi là thay đổi cái dấu hình vuông này nè mọi người, sao cho nó thích hợp đó. Ví dụ giờ hình Ngọc thích để gì, Ngọc để dưới cũng thích để. Rồi, thì ok mọi người, thì yeah, cái video này hướng dẫn cũng đến đây thôi. Thì nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích, hãy nhớ để lại cho Ngọc một like, một share, một đăng ký. Cũng đừng quên ấn vào cái chuông bên cạnh để mình lần Ngọc có video mới mà thông báo nha. Và cũng đừng quên bình luận phía bên dưới hashtag để xem hết, cũng như là hashtag Ngọc Béo TV 50 ca súp nha. Còn bây giờ thì Ngọc xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Yêu mọi người nhiều.